thuốc, cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tánh hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 45 ha. Rồi quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình. Câu Phật ngôn 45. Mình chào Sĩ Thi An Lạc vừa đến với Pháp hội. Sê khô bát tháo quyền quý chết sạ tí. Sê khô bát tháo quyền quý chết sạ tí. Sê khô bát tháo quyền quý chết sạ tí. Câu số 2. Yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Sê khô bát tháo quyền quý chết sát tí yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Sê khô bát tháo quyền quý chết sát tí yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Sê khô bát tháo quyền quý chết sát tí yama lô cành cháy bằng sát đề quá cần. À như vậy là âm thanh bỏ và liên tục rồi xa thú là thú chứ không mai. Bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề si tằng. Sê khô thầm mắt bát đằng bát su đề si tằng. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề si tằng. Và câu số 4. U sa lô búc Pamiwabhacchesati. Kusalo bhuk pamiwabhacchesati. Kusalo bhuk pamiwabhacchesati. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Sê khô thầm mát bát đăng thu đề sĩ tăng. Kusalo bhuk pamiwabhacchesati. Sê khô thầm mát bát đăng thu đề sĩ tăng. Kusalo bhuk Pamiwabhacchesati. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề si tăng của sa lô búc Pamiwabhacchesati. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Sê khô bát tháo quyền quý chết sa ti yam ma lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề si tăng của sa lô búc Pamiwabhacchesati. À đó là cái đọc thứ nhất ha, đọc lại nè. Sê khô bát tháo quyền quý chết sa ti yam ma lô cành cháy bằng sát đề quá cần. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề si tăng của sa lô búc Pamiwabhacchesati. Như vậy thì ở đây cuối câu số 2 nó là trường âm. Vậy thì giọng đọc của chúng ta về câu này, cách đọc thứ nhất là chúng ta chia làm hai đoạn. Chúng ta vừa trình bày xong à. Và cách đọc thứ hai, quý vị hơi sức nhiều thì đọc một hơi. Sê khô bát tháo quyền quý chết sơ ti yam ma lô cành cháy bằng sơ đề quá cần. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề sĩ tăng của sa lô búc Pamiwabhacchesati. Sê khô bát tháo quyền quý chết sơ ti yam ma lô cành cháy bằng sơ đề quá cần. Sê khô thầm mắt bát đằng su đề sĩ tăng của sa lô búc Pamiwabhacchesati. Nghe chữ chết ở phía sau này dễ đứt hơi lắm ha. À, nhất là câu cuối ha. Rồi như vậy là giọng kinh chúng ta có hai cách đọc ha. À, hai cách đọc về giọng kinh, tức là trường âm và đoạn âm. Chúng ta ôn lại ha. Sê khô bát tháo quyền quý chế sa ti yam ma lô cành cháy bằng sa đề quá cần.
Sê khô thăm mất ở đằng chủ đề sĩ tăng của sạc lô bốc phá mê quá bất chết xa tí. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Sê khô bất thá quyền quý chết xa tí giá má lô cành chế ị măng sạ đề quá cần. Sê khô thăm mất ở đằng chủ đề sĩ tăng của sạc lô bốc phá mê quá bất chết xa tí. Cách đọc thứ hai thì giờ hơi nó dài hơn chút ha. Rồi bây giờ câu này nó coi như không đồng đều nhau về cái từ ở trong mỗi câu, cho nên cái cách kể cũng là cái cách kể tùy hứng. Quý vị phân bổ làm sao mà cái hơi sức của quý vị đọc nghe được thì thôi, và nhất là quý vị đọc mà cảm thấy hoan nghĩ là thành công. Còn ai khen ai chê kệ người ta, mình chỉ biết mình, cái hơi sức của mình, cái khả năng của mình, làm được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chứ đừng có thấy người ta đọc một hơi chứ mình cũng bất giác mình đọc theo, coi chừng không đứt hơi mà nó đứt bóng nè. Rồi bây giờ giọng kệ sao đây. Sẽ khô ba tha quyền quy chân sa tỷ hiền và ma lô canh chạy mong sa đề hoa cần. Sẽ khô thăm má ba đăng su đê si tăng cu sa lô bố phá mi hoạch ba chê sa tỷ. Hơi bị ngừng ngợm ha. Sẽ khô ba tha quyền quy chế sa tỷ hiền và ma lô căn chạy mắng sa đề hoa cần. Sẽ khô thăm má ba đăng su đề si tăng cu sa lô bố phá mi hoạch ba chế sa tỷ. Cái này hơi bị bóp bóp một chút. Rồi đọc lại. Sẽ khô ba tha quyền quy chế sa tỷ và ma lô căn chạy mắng sa đề hoa cần. Sẽ khổ thăm má ba đấng su đề si tăng cu sa lô bố phá mi hoa ba không cái câu cuối xa rồi cu sa lô bố phá mi hoa ba chế sa tỷ. Lấy bốn từ thì chúng ta đọc tương đối nó dễ hơn ha. Cu sa lô bốn pha mi qua ba chê sa tì. Rồi đọc lại. Sẽ khô ba tha quyền quy chê sa tì và ma lô canh chạy mong sa đề hoa cần. Sẽ khô thăm má ba đăng su đê si tăng cu sa lô bốn pha mi qua ba chê sa tì. Hữu học chinh phục đó dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp phu như người khéo hai hòa. Rồi sa thủ bàn tay của Sít Meta, Sít Kim Nhung. Rồi xin mời ba vị, quân mà ba vị người nữ người ta gọi là tâm nương sao ta. Rồi cũng được đi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Thiền Vũ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 45. Sê khô bá tha quỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành chá y mạng sa đề quá cằn. Sê khô thăm má ba đằng su đề si tăng cu sa lô búp phá mi qua bá chết sa ti. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sê khô là hai trường âm thông thường, bá tha hai đoạn âm, quỳnh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, giác trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn,
chá ý, hay đoạn âm măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm đê trường âm thông thường, quá đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. C khô ba tha quỳnh quý chết sa ti gia ma lô cảnh cha y mạng sa đề quá căng. Dạ con phân tích câu 3 và câu 4. C khô hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đê trường âm thông thường, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, phá mí quá bá bốn đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Xê khô thầm má ba đằng su đề si tăng cú xá lô búp phá mí quá bá chết xá tí. Dạ con xin đọc lại hết bài. Sê khô ba tha quỳnh quý chết sa thi ya ma lô cành cha y mạng sa đề quá căng. Sê khô ba tha ba ba thầm. Con xin đọc lại. Sê khô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô bốc pha mi qua ba chết sa ti. Sê khô bá tha quỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y mạng sa đề quá căng. Sê khô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô bốc pha mi qua ba chết sa ti. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sê khô ba tha quỳnh quy chết sa ti dạ ma lô cánh cha y mang sa đề hoa cần. Sê khô thâm ma ba đăng su đê si tăng cú sa lô bập pha mi hoa ba chết sa ti. Dạ con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Tèn tèn tèn, sao có hai người nghe vậy ta? Ba người, bốn người, năm người. Úi, vậy nghe rõ quá rồi. Nghe rõ ràng quá rồi. Vậy không có sao, định chuyện ok. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 45. Câu 45. Câu 44 và câu 45. Nó cùng một tích sự. Bữa nay sư vô sớm để nói tích sự sư ha. Con cảm ơn sư. Post bài cho con mà nhớ chữ nhỏ lắm, con đọc khó khăn dữ lắm sư, nhưng mà cũng cảm ơn sư, con đọc tờ giấy với con dễ hơn sư. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 45, dạ vô trả bài cho rồi đi, để nó cà kê dê ngỗng sư gầy gà nó nói bà nhiều chuyện, đá mỏ nhọn thì không phải bà nhiều chuyện, sao mỏ nhọn được sư. Một Phật, để con trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 45. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá khăn. Sê cô thầm ma pa đằng su đề si tăng khu sa lô búp pha mi quá pa chết sa ti. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá khăn. Sê cô thầm ma pa đằng su đề si tăng khu sa lô búp pha mi quá pa chết sa ti. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Sê cô hai trường âm thông thường, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết
chừng âm nhắn, xá tí hai đoạn âm, câu số ai, giá má hai đoạn âm, lô chừng âm thông thường, canh chừng âm nhắn, chá ý hai đoạn âm, măng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đề chừng âm thông thường, quá đoạn âm, căng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá cằng. Sê cô thầm ma pha đằng su đề si tằng khu sa lô búp phá mi quá pa chết sa ti. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá cằng. Sê cô thầm ma pha đằng su đề si tằng khu sa lô búp phá mi quá pa chết sa ti. Phân tích câu số 3, xe cô hai chừng âm thông thường, thăm chừng âm nhắn, má bá hai đoạn âm, đăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đề chừng âm thông thường, xí đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, câu cúng cùi hai câu cuối cùng, cú xá hai đoạn âm, lô chừng âm thông thường, búp chừng âm nhắn, phá mi quá ba, 1, 2, 3, 4, 4 đoạn âm, check chừng âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sê cô thầm ma pa đằng su đề si tằng khu sa lô búp phá mi quá ba check xá tí. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá căng. Sê cô thầm ma pha đằng su đề si tằng khu sa lô búp phá mi quá pa chết sa ti. Sê cô phá ta huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y măng sa đề quá căng. Sê cô thầm ma pha đằng su đề si tằng khu sa lô búp phá mi quá pa chết sa ti. Bây giờ ca kể nghe. Chà, chú ca kể rồi là sư đã cho ba cái bông hoa gương dương vàng thề và đen thui. Chà, chắc không có chuyện gì hả? Thôi để sư nghe con ca kể nghe sư. Sê cô phá ta huynh quy chết xa tì và ma lô cánh cháy măng xa đề hoa cánh. Sê cô thăm ma pa đăng su đề si tăng khu sa lô bụng pa mi hoa pa chết xa tì. Sê cô phá ta huynh quy chết xa tì và ma lô cánh cháy măng xa đề hoa cánh. Sê cô thăm ma pa đăng su đề si tăng khu sa lô bụng pa mi hoa pa chết xa tì. Hữu học chinh phục đắc dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khà 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 khà. Đó, đó, bạn Hiền đó. Vỗ tay vỗ chân nè, bà người, cô Hồng Nguyễn Dung trồng vai mịt tà, vỗ tay vỗ chân nè. Một, hai, ba. Ba người vỗ tay vỗ chân là đủ rồi, mấy người nghe tặng qua là được rồi. Và con xin cảm ơn sư và các quý vị đã tặng bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Dạ con xin hết rồi. Mời Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Xích lát. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, đảnh lễ sư quý cô tu nữ, con xin đọc bài. Dạ, kính Vân Đạo Tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Kính chào các anh chị trong Đạo Tràng. Sê khô bá tha huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y mằng sa đề quá cằng. Sê khô thầm ma ba đằng su đề si tằng cu sa lô búp pha mi wa ba chết sa ti. Sê khô bá tha huỳnh quý chết sa ti gia ma lô cành cha y mằng sa đề quá cằng. Sê khô thầm ma ba đằng su đề si tằng cu sa lô búp pha mi wa ba chết sa ti. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú
Như người khéo hái hoa là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Xê khô là hai trường âm thông thường, bá thá là đoạn âm, hai đoạn âm. Quynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê khô là hai trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, phá mí quá bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Dạ con xin kể ạ. Sê khô ba tha huỳnh quy chê sa ti giá ma lô canh chả ý măng qua đê qua căng. Sê khô thăm ma bà đăng su đê si tăng cú sa lô búp phà mỹ qua ba chê sa ti. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hai hoa. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 45. Sê khô pa tha huynh quy chết sa ti ya ma lo canh cha y mang sa đê qua căng. Sê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cu sa lô pu pha mi wa pa chết sa ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Sê khô hai trường âm thông thường, bá thá hai đoạn âm, huynh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê khô pa tha huynh quy chết sa ti gia ma lô canh cha y mang sa đê qua căng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Xê khô hai trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, má phá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, D trường âm thông thường, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, phá mí quá bá bốn đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, xê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cú sa lô pu pha mi wa pa chết sa ti. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 45. Xê khô pa tha huynh quy chết sa ti ya ma lô canh cha y mang sa đê wa căng. Xê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cú sa lô pu pha mi wa pa chết sa ti. Sê khô pa tha huynh quy chết sa ti ya ma lô canh cha y mang sa đê qua căng. Sê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cu sa lô pu pha mi qua tha chén sa ti. Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo Chí Đức cùng môn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 45 ạ. Con xin đọc ạ. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y mang sa đề hoa căng. Sê khô tham ma pa đăng su đề si tăng cú sa lô po pha mi hoa pa chết sa ti. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y mang sa đề hoa căng. Sê khô tham ma pa đăng su đề si tăng cô sa lô po pha mi wa pa chết sa ti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y mang sa đề wa. Sê khô là hai trường âm thông thường, pa thá là hai đoạn âm, quỳnh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường ân nhấn, xá tí là hai đoạn âm ạ. Giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, khanh là trường âm nhấn, trá ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại câu 1, câu 2. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y mang sa đề hoa căng. Con xin phân tích câu 3, câu 4 ạ. Sê khô tham ma pa đăng su đề si tăng cu sa lô po pha mi hoa pa chết sa ti. Sê khô là hai đoạn âm, thăng là trường âm nhấn, má pá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, púc là trường âm nhấn, má phá mí quá pá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại ạ. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô cành cha y mang sa đề quang. Sê khô tham ma pa đăng su đề si tăng cô sa lô po pha mi qua pa chết sa ti. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Con xin kể ạ. Sê khô pa tha quỳnh quy chết sa ti ya ma lô canh cha y mang sa đề quá căng. Sê khô tham ma pa đăng su đề si tăng cô sa lô pô pha mi qua pát chê sa ti. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính tri ân sư và quý đạo hữu ạ. Alo, 123, 123. Cô chủ nữ có phải chờ một tí nha. Sư Hoàng Thanh, Hoàng Thành nha. Hôm nay bị phân tâm nha. Cái từ đầu tiên xe khô câu đầu và xe khô câu số 3 cũng là một cái từ này, xe khô, nhưng mà bị phân tâm. Hai cái từ này khi mà phân tích thì không giống nhau thì không biết có sự phân tâm như thế nào đó, mà xe khô ở trước thì đúng, mà xe khô ở phía sau thì không phải như ở trước. Cho nên sư pha hoàn thành coi như là hơi phân tâm chỗ này. Và cái từ này thì sĩ kim
chữ xe khô đọc nó giống như xe cô vậy hả? À, sĩ kem đọc cái chữ xe khô mà đọc giống như xe cô ha. Nếu mà bị nhầm thì chỉnh lại chút ha. Rồi mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 45. Sê khô bá tha vinh vít chết sa tí giá má lô càn chá ý măng sa đề vá căng. Sê khô tham má bá đăng su đề sĩ tăng. Cú sa lô bốc phá mi vá bá chết sa tí. Sê khô bá tha vinh vít chết sa tí giá má lô càn chá ý măng sa đề vá căng. Xê khô là hai trường âm thông thường, bá thá là hai đoạn âm, vinh là trường âm đọc thành nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Và câu số 2, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, chá ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3. Xê khô là hai trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má, bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là trường âm nhấn, D là trường âm thông thường, xí là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, phá mí quá là ba âm, phá mí quá bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại hết bài. Sê khô bá tha vinh vít chết sa tí giá má lô càn chá ý măng sa đề quá căng. Sê khô tham má bá đằng su đề sĩ tăng. Cú sa lô phá mi quá bát. Con đọc lại. Cú sa lô búp phá mi quá bá chết sa tí. Sê khô bá tha vinh vít chết. Vít chết xê khô bá tha vinh ví chết xá tí giá má lô càn chá ý măng xá đề quá cần. Xê khô tham má bá đằng su đề xí tăng. Cú xá lô búp phá mí quá bá chết xá tí. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này. Hữu học giảng pháp cứu như người khéo hái hoa. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Sê khô ba tha vinh chết sa ti Yà ma lô can cha y măng sa đê va căng. Sê khô tham ma ba đăng su đê si tăng. Cú sa lô bấm phà bi ma ba chết sa. Thì dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con xin xuống mic có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con kính tri ân Ngài, kính chào đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 45 phẩm hoa.
Sê khô bát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng sê khô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi vá ta chết sát tí. Sê khô bát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng sê khô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi vá ta chết sát tí. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sê khô bát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng sê khô hai trường âm thường, bá thá hai đoạn âm, huỳnh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sê khô phát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng. Trong xin phân tích câu là câu 4. Sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng cú sa lô phúc pha mi wa pa che sa ti. Sê khô là hai trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, má pá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú đoạn âm, đê trường âm thông thường, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, phúc trường âm nhấn, phá mí quá phá bốn đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng cú sa lô cô pa 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 chết sa tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 45. Sê khô pa pa huyền vi chết sa tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng. Sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng cú sa lô cô pa mi quá pa chết sa tí. Hữu học chinh phục đất dạ ma thiện giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Sê khô pát tha huỳnh vi chết sa tì yá ma lô cánh chạy măng sa đê hoa căng. Sê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cu sa lô cung phạm hoa pa chết sa tì. Sê khô pa tha huỳnh vi chết sa tì yá ma lô cánh chạy măng sa đê hoa căng. Sê khô tham ma pa đăng su đê si tăng cu sa lô cung phạm hoa pa chết sa tì. Dạ thưa con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ xin con xin xuống mic ạ. Dạ con kính cảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính cảnh lễ ngài, con kính cảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 45. Sê khô phát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng. Sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng khu sa lô búc pa mi wa pa chết sát tí. Phân tích câu 1 và 2. Sê khô phát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng. Sê khô hai trường âm thông thường, phá thá hai đoạn âm, huỳnh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sê khô phát tha huỳnh vi chết sát tí yá ma lô cành cha y măng sa đề quá càng. Câu 3 và 4. Sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng khu sa lô búc pa mi wa pa chết sát tí. Sê khô hai trường âm thông thường, thầm trường
âm thâm trường âm nhấn, má phá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xứ đoạn âm đê trường âm thông thường, xí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, phúc trường âm nhấn, vá mí quá phá bốn đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, xê cô thăm má phá đăng xứ đề xí tăng cú xá lô cú phá mí quá phá chết xá tí xê cô phá tháp quỳnh mí chết xá tí giá má lô cành giá ý măng xá đề quá cần xê cô thăm má phá đăng xứ đề xí tăng cú xá lô cú phá mí quá phá chết xá tí hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sê khô pa tha win chen sa ti ya ma lo khan cha i mang sa de wa khan sê khô tham ma pa đăng sư đệ si tăng khu sa lo phúc pa mi wa pa che sa ti sê khô pa tha win vi che sa ti ya ma lo khan cha i mang sa de wa khan sê cô tham ma pa đăng sư đề si tăng khu sa lô cũng pa mi wa pe cha ti. Dạ con đã đọc xong, con âm kính tri ân ngài và con xin mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép đọc câu pháp cú số 45 ngày hôm nay ạ. Sê khô bá tha huynh quý chết sá tí yá má lô cành chá y măng sá đề quá cành. Sê khô thầm má bá đằng sú đề sí tăng cú sá lô búp phá mi quá bá chết sá tí. Sê khô bá tha huynh quý chết sá tí yá má lô cành chá y măng sá đề quá cành. Sê khô thầm má bá đằng sú đề sí tăng cú sá lô búp phá mi quá bá chết sá tí. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. C khô là hai trường âm thông thường, bá thá là hai đoạn âm, quyên là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá ý là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sê khô bá tha huynh quý chết sa ti ya ma lô cành cha y măng sa đề quá căng. Nhà câu số 3 và câu số 4. C là trường âm thông thường, khô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má, bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú, xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, búp là trường âm nhấn, ní, quá, bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Sê khô thầm ma bát đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mi wa bát chết sa tí. Nhà con xin đọc lại ạ. Sê khô bát tha huynh quý chết sa tí ya ma lô cành cha y măng sa đề wa cằn. Sê khô thầm ma bát đằng su đề si tăng cú sa lô búp pha mau Phamawin Pachesati Sekho Pathawin Vichesati Yamalo Kan Chai Mang Sade Wakang Sekho Tham Mabadang Sude Sitang Kusalo Bufamiwa Pachesati.
hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cứu như người khéo hái hoa. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phép kệ. Sê khô bà tha win vi chê sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đê hoa căn. Sê khô tham ma bà đăng su đê si tăng ku sa lô búp pha mi hoa bà chê sa ti. Sê khô tham Sê khô bà tha huynh quy chê sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đê hoa căn. Sê khô tham ma bà đăng su đê si tăng ku sa lô búp pha mi hoa bà chê sa ti. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời cô Niệm Từ. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn giám nhật hạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Dạ, hôm nay con xin đọc bài và phân tích câu pháp cú số 45 ạ. Sê khô bá tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Sê khô tham ma bá đằng su đề si tăng cú sa lô búp pa mi hoa bá chết sa ti. Sê khô bá tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Sê khô tham ma bá đằng su đề si tăng cú sa lô búp pa mi hoa bá chết sa ti. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sê khô bá tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Dạ, câu số 1, sê khô là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, thá là đoạn âm, huynh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Và câu số 2, giá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ý là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4, Sê khô tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô ba pa mi wa ba cha sa ti. Và câu số 3, Sê khô là hai đoạn âm, tham là trường âm nhấn, má bá là hai đoạn âm, đăng là trường âm đọc thơ giọng nguyên âm, su là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc thơ giọng nguyên âm. Và câu số 4, cú là cú xá là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, bắp là trường âm nhấn, phá, mí, quá, bá là bốn đoạn âm, chết là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Sê khô bá tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Sê khô tham ba ba măng su đề si tăng su cú sa lô ba ba mi wa ba chết sa ti. Sê khô ba tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn. Sê khô tham ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô ba ba mi ba wa pha mi wa ba chết sa ti. Dạ, con xin kệ. Sê khô bá tha huynh vi chết sa ti ya ma lô căn cha y măng sa đề hoa căn.
Sê khô tham ma ba đăng su đê si tăng Khu sa lô bập pha mi hoa ba chết sa ti Hữu học chinh phục đất và ma thiên giới này, hữu học giảm sóc cứu, như người khéo hái hoa. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai không ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con kính đảnh lễ sư trời trước vừa vào đạo tràng. Dạ, từ đọc xong, bây giờ từ không có còn nhìn thấy bàn tay của ai hết. Nhưng từ mọi sức nhục bình lên ạ. Nam mô Bích Tha giác. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chức nhiệm từ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Cha, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Hoàng Thành, Giang Nhật Hà cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Cùng chỉ tôi trong giải quyết kính là em đại diện trong nhà. Quý vị con vị nào chưa ôn bài không, xin cho Nhật Bình một tín hiệu à. Dạ, con không biết đại đức đã ôn bài chưa bà sư. Dạ, sư có ôn bài không, nghe sư có ôn bài chưa bà sư. Nếu sư có trước máy, sư có thể ôn bài thì cho con một tín hiệu à. Dạ. Đại đức có nghe được âm thanh của con không, cho con xin một tín hiệu à. Chắc sư không nghe được rồi. Dạ, hoặc là sư không có trước máy. Dạ, bị nào chưa có ôn bài. Dạ. Dạ, nếu sư ông bài được, sư cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đánh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đánh lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 45 ạ. Sê khô bát tha quyên vi chết sát tí, yam a lô càng cha y măng sa đê quắc căng, sê khô tham mát bát đăng su đê si tăng, khu sa lô bốc phá mi quá bát chết sát tí. Hữu học chinh phục đất, dạ ma thiên giới này, hữu học giảng Pháp Cú, như người khéo hái hoa. Dạ, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin kể ạ. Sê khô bà ta quên vì chê sa ti, dạ mà lô canh chạy măng sa đê hoa căng, sê khô thăm mà bà đăng sư đê si tăng, cú sa lô bơ phà mi hoa bà chê sa ti. Sê khô bà ta quên vì chê sa ti, yama lo căng cha y măng sa đê hoa căng, sê khô thăm mà pa đăng su đê si tăng, cú sa lô bơ pha mi hoa pa chê sa ti. Sê khô bà ta quyên vi chê sa ti, yama lo căng cha y măng sa đê hoa căng, sê khô thăm mà pa đăng su đê si tăng, cú sa lô bơ pha mi hoa pa chê sa ti. Dạ, con xin hát, xin xuống mít ạ. Dạ, sa thủ chúng con hành kính đảnh lễ tri ân đại đức đại đức đã từ bi hoan hỷ ôn bài cùng chúng con. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Dạ, vậy chắc là quý vị đã ôn bài hết rồi. Nên giờ con xin được trả bài câu có cú kinh số 45 ạ. Sê cô bá tha quyền vi cha sát ti gia ma lợ căn cha y măng sát đề quá căn sê khô thâm ma bá đăng su đề si tăng cú sa lợ búp bá mi quá bá cha ti sê khô bá tha quyền vi cha sát ti gia ma lợ căn cha y măng sát đề quá căn sê khô thâm ma đăng su đề si tăng cú sa lợ búp bá mi quá bá cha sát ti. Như con sai một chữ rồi. Sê khô ba tha quyền vi cha sa ti ma lộ căn cha y măng sát đề quá căn sê khô tham mắt đằng suốt đề si tăng cú sa lộ búp ma mi quá ba mi quá ba cha sa ti. Nhà con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sê trường âm thông thường, khô trường âm thông thường, ba thá hai đoạn âm, quyền trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, chết trường âm nhấn, sát tí hai đoạn âm, giá má hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, canh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá ý hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, đê trường âm thông thường, quá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sê khô ba tha quyền vi chết sát tí giá má lô canh cha y măng sát đê quá căn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sê khô hai trường âm thông thường, thầm trường âm nhấn, má bá hai đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, đê trường âm thông thường, xí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cú xá hai đoạn âm, lô trường âm thông thường, búp trường âm nhấn, phá mí quá bá bốn đoạn âm, chết trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Sê khô thăm mắt bách đăng su đề si tăng cú sa lơ búp phăm mi quá ba chết xá tí. Sê khô ba tha quyền quy chết sát tí gia ma lơ căn cha y măng sát đề quá căn. Sê khô thăm mắt bách đăng su đề si tăng cú sa lơ búp phăm mi quá ba chết xá tí. Hữu học kinh phục đất, dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Và dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc và dạ, phân tích có sai con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ con xin được kệ, không biết bữa nay con kệ nổi không luôn. Sê khổ ba tha quyền vì chết sa ti dạ ma lô canh cha thì mang sạch đê quá căng. Sê khổ thăm ma ba đằng su đê di tăng cú sa lô búp ba mi quá ba chết sa ti. Sê khô ba tha quyên vì chết sa ti dạ ma lô canh cha y măng sa đê quá căng. Sê khô tham ma ba đằng su đê si tăng cụ sa lô búp pha mi quá chết sa ti. Dạ con đã trả bài xong. Con có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con thành kính lãnh lễ tri ân chư công đức, nhất bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài xin đưa bàn tay lên. Dạ, không thì nhất bình thỉnh ngài ạ. Dạ, con không thấy bàn tay ai hết, có lẽ là quý vị đã trả bài hết rồi bạch ngài. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài trí đức từ bi trở lại đạo tràng để chúng con được học từ vựng cũng như duyên sự câu pháp cú 44 và 45. Và con cũng xin sám hối với ngài và đạo tràng, lúc nãy con đưa cái bên nào lên con không có đọc lời nên con đã bị sai. Và con xin sám hối, con tri ân ngài đã kêu ngài chỉ dạy, ngài không kêu con cũng chưa có chạy lại máy. Dạ con sám hối với ngài.
Dạ đạo tràng, dạ con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Sa thú tha thú sư nghiệp quần. Câu Phật ngôn hôm nay rất là khó, nhưng mà quý vị đọc rất là trải, rất là quan hệ. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn này. Đọc được, chúng ta hiểu được ý nghĩa, và niềm tin của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Sê khô bát tháo quyền quý chết sá tí. Sê khô bát tháo quyền quý chết sá tí. Câu đầu tiên, chữ sê khô. Sê khô do cái từ sê khá. Sê khá nó là một danh từ nam tính, Akran Tóc Phung Đình Gá. Và sê khá nó đứng làm chủ từ số ít bạch tham án e câu quá chánh áo pháp tí, cho nên xe khác biến thành xe khô. Xe khô là vị hữu học, người đang hành trì cái học giới. Hữu học là người đang hành trì cái học giới. Mà hữu học đây là ai? Hữu học tức là Chu Đạo Quần, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm. Đây là những vị thánh hữu học. Những vị thánh hữu học ha. Xê khác. Chúng ta có hai từ hữu học và vô học. Hữu học tức là còn học nữa. Mà vô học là gánh nặng đã đặt xuống, không còn học nữa. Đó là những vị A-la-hán. Tất cả là chín pháp thánh nha. Thánh có chín pháp, bốn đạo bốn quả, tức là Tu Đà Hoàn đạo, Tu Đà Hoàn quả, Tứ Đà Hàm đạo, Tứ Đà Hàm quả, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả, thì đó gọi là hữu học, những vị thánh hữu học. A La Hán đạo, A La Hán quả, đó là những vị vô học. Và bốn đạo bốn quả ha, rồi một niết bàn, đó là chín pháp thánh. Ở đây hữu học tức là nói về sáu pháp thánh. Rồi chữ bát tháo quyền, bát tháo quyền thì trong cái bài học đầu cũng có cái từ bát tháo quyền này, do cái từ bát tháo quy. Nó là một danh từ nữ tính. Y karan ta ít thì linh ga. Bát tháo quy được chia theo đối các số ít của kỳ giao về phát thi e có quá trình a, cho nên bát tháo quy biến thành bát tháo quyền, có nghĩa là trái đất, quả đất. Trái đất, quả đất. Rồi bát tháo quy ha. Rồi Vichesati, đây là một động từ do cái từ Vichinati là thẩm sát, tác nghiệm. Ở đây Vichesati, một cái thì tương lai gọi là sẽ thấu triệt, sẽ thẩm sát, sẽ thấu triệt, sẽ thẩm sát. Rồi câu số 2, Yama lô cành cho im mần sa đề quá cần. Yama lô cành cho im mần sa đề quá cần. Câu này cũng giống hệt như cái câu ở trong bài 44. Yama lô cành, Yama lô cành cha. Chữ chá có nghĩa là và, giá má lô canh, tức là do từ giá má lô canh ha, tức là thế giới dạ ma. Và thế giới dạ ma, rồi chữ y măng là này,
và thế giới Yama này, Yama lô cành chạy măng, và thế giới Yama này, bởi vì câu này cái bài trước đã có rồi ha, nên chúng ta nhanh một chút. Rồi chữ sát đê quát căng, đê quát căng là cùng với thế giới chư thiên, cùng với thế giới chư thiên. Yamalokam mà sẽ có hai dây mà thì như vậy. Rồi câu một câu hai, câu một câu hai, Sekho Bathawin Vichesati Yamalokam Thế Măng Sa Đề Quốc Căng. Vị hữu học sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma, luôn cả thế giới truyền. Câu 1, câu 2 ha. Sê khô bát thá quyền quý chế sá tí giám ma rô cành cháy mần sá đề quốc cần. Vị hữu học sẽ thấu triệt trái đất này, thế giới dạ ma và luôn cả thế giới chư thiên. Câu 1, câu 2. Sê khô bát thá quyền quý chế Sati Yamalu cần cho im mần sẽ đều qua cần. Vị hữu học sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới già ma, luôn cả thế giới chư thiền. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4. Sê khô thầm mát bát đăng su đề si tăng quốc sá hồ bốc mi quá bát chế Sati. Câu 3, câu 4. Sê khô thăm mát bát đăng su đề si tăng. Sê khô là vị hữu học ha. Cái câu 44 dùng chữ cô là hai, thì ở đây nói lên cái xác mình là vị hữu học. Vị hữu học. Rồi sao nữa? Thamma-bát-đăng tức là về giáo pháp. Thamma-bát-đăng là về giáo pháp. Su-đê-si-tăng là đã được khéo thuyết giảng. Su-đê-si-tăng là khéo được thuyết giảng, đã khéo được thuyết giảng. Để được khai thuyết giảng. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng, Kusalo Bhupamiva Pachesati, Kusalo Bhupamiva Pachesati, giống hệt câu số 44. Kusalo do từ Kusala, đứng làm chủ từ, có nghĩa là người thiện xảo, người khéo léo. Kusalo do từ Kusala, nó là một danh từ nam tính ha, Akran Tapum Ringa. Kusalo là người thiện xảo, người khéo léo. Rồi Bhupamiva do chữ Bhupan, Bhupan là bông hoa ha. Rồi Iwa có nghĩa là ví như. Bhupamiva có nghĩa là ví như bông hoa, ví như bông hoa.
Bacchesati à, có nghĩa là thu thập hay là gặt hái. Cái động từ thu thập hay là gặt hái. Rồi, như vậy là câu 3, câu 4 xác định. Thay vì câu 44 thì nói là ai, cô. Nhưng mà câu 45 này nói lên là chữ xê khô, tức là vị hữu học sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã được khéo thuyết giảng, như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Câu 3 và câu 4. Xê khô thầm mắt bá đăng chú đề sự tăng của sạc lô búc phá mi hoa bá chết sạc tí. Vì hữu học sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã được khéo thuyết giảng, như người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Đó là câu 3 và câu 4. Câu Phật nguồn 45. Sê khô bá tháo quyền quý chế sá tí giám á lô cành chế y mằng sá đề quắc cần sê khô thầm má bá đần su đề sĩ tăng quý sá lô búc phá mi quá bá chế sá tí. Vị hữu học sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạy ma này, luôn cả thế giới chư thiền. Vị hữu học sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Xin lặp lại ha. Vị hữu học sẽ thấu triệt trái đất này và thế giới dạ ma này, luôn cả thế giới chư thiền. Vị hữu học sẽ thu thập lời dạy về giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, như là người thiện xảo sẽ thu thập bông hoa. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát: ai người chinh phục đế ta, chinh phục thiên giới, dạ ma các hàng, bậc hữu học khéo con đàn, như ta thiện xảo kết tràng hoa tươi. Ai người chinh phục đế ta, chinh phục thiên giới, dạ ma các hàng, bậc hữu học khéo con đàn, như ta thiện xảo kết tràng hoa tươi. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: hữu học chinh phục đất và ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Hữu học chinh phục đất và ma thiên giới này, hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Rồi, về ý nghĩa tự vận, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Câu Phật ngôn 44 nêu lên nghiệp ai, và câu 45 đã xác định đó là vị hữu học, do cái từ cô và xê khô do từ cô là ai và xê khô là bậc hữu học. Nhớ ha, bậc thánh hữu học có được 6 ngày, có được 6 có nghĩa là Tu Đà Huần thì có đạo có quả. Tu Đà Huần thì có đạo có quả. Quả Tư Đà Hàm cũng có đạo có quả là 4 ha. Rồi A Na Hàm cũng có đạo và quả. Nếu mà đắc đạo không đắc quả thì cũng chưa phải là một thánh hữu học. Mà thánh hữu học phải có đạo và quả đi chung với nhau. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe về duyên sự câu Phật ngôn 44 và 45. Khi mà Đức Phật ở tại thành Sawatthi trong cái chùa Kỳ Viên, thì Ngài đã đề cập đến 500 vị tỳ kheo đang đàm luận, thảo luận về địa đại. Địa đại tức là nói về đất á, nói về quả đất này. Có nghĩa là một buổi chiều sau khi Đức Thế Tôn vân du nhiều quốc độ,
tức là đi Tam Bà rồi trở về ở Đại Chùa Kỳ Viên. Thì chư Tăng cũng cùng vào ngồi trong giảng đường để đàm luận về địa hình, địa chất, tức là nhắc lại những cái địa phương mà mình đã lần được trải qua từ làng nọ đến làng kia, đường xa bằng phẳng hay là gập ghềnh, lầy lội hay là có nhiều sỏi đá, đất màu đen hay đất màu nâu, vân vân. Khi đó thì Đức Phật Ngài ngự vào, Ngài mới phán hỏi: này các tỷ kheo, hôm nay các ông ngồi đây thảo luận về cái vấn đề gì? Thì Chư Tăng mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang thảo luận về địa đại, nhắc lại những cái địa phương mà chúng con đã trải qua. Đức Phật mới phán dạy: này Chư tỷ kheo, các nơi ấy thuộc về ngoại cảnh mà các ông nên chỉnh trang hoàn bị ở bên trong. Tức là Đức Phật nói rằng cái ý của Ngài, địa hình, địa vật, những cái gì mà chúng ta đã trải qua trên con đường hành đạo từ nơi này đến nơi kia, rồi đường xa bằng phẳng, gập ghềnh, lầy lội hay sỏi đá màu đen, màu vàng, màu nâu, vân vân, đó đều là ở bên ngoài. Mà cái quan trọng á, cái quan trọng á là ám chỉ về chính cái bản thân của chúng ta cũng có đất, nước, lửa, gió, hoặc là gom lại thì nó có cả danh và sắc. Ai mà hiểu được chính cái thân tứ đại này do danh và sắc hiểu rành, tức là mình đã biết rút ráo làm cho thấu rõ về sự thật. Dù đó là cái cảnh của thần chết, của già ma, tức là ám chỉ về bốn khổ cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hoặc là cái cảnh ăn vui của cõi người này và cảnh ăn vui của thiên giới, dù là sáu cái cõi trời dục giới, tứ đại thiên vương ha, đau lợi ha, dạ ma ha, đấu xuất, hoa lạc và tha hóa tự tại, đó là sáu cõi trời dục giới này. Tức là dù có an vui, dù có đau khổ, thì chúng ta cũng nên nhìn lại cái danh và cái sắc này. Ở trong đó nó có chặt đất, tức là đất nước lửa gió của tứ đại. Rồi ở đây hai câu Phật ngôn này nó cho chúng ta một cái câu hỏi: ai là người hiểu được cái danh và cái sắc này? Thì đó chính là cái bậc hữu học. Bậc hữu học là một vị đã chứng đắc thánh quả nhưng mà còn đang học tập về giới, về định, về huệ. Tức là vị này đã bước vào sơ đạo hay là dự lưu đạo hoặc là nhập lưu đạo. Này đã chứng đạt nhưng mà còn sanh lại nhiều lần, nhất là 7 lần trước khi chứng đạt bậc vô hậu, tức là A-la-hán. Thì trong cái khoảng thời gian một xuôi dòng thánh vước này, bậc hữu học luôn luôn trau dồi về giới, định, tuệ, xa lìa tâm độc, nhất là tham dục, tự mình thắng phục mình, nhận thức một cách chính xác là làm sao cho thấu rõ cái bản chất của tự ngã, không còn mê đắm nữa. Bậc hữu học như thế nhất định sẽ chứng nhập vào niết bàn chậm nhất là sau 7 kiếp mà thôi. Nhưng người làm thời tràng hoa vào trong vườn hoa thì chỉ lựa lòng những cái bông hoa tươi đẹp rực rỡ, loại bỏ những nụ hoa còn non, những cánh hoa héo úa, bị sâu ăn lũng lỗ. Bậc hữu học cũng khéo nhận thức trong những lời dạy của Đức Tôn,
những cái pháp vi tế thâm diệu, đó chính là 37 pháp trợ đạo. Rồi thâu thập, rồi lãnh hội, rồi thấu triệt, làm cho thâu rõ chân lý sự thật, tức là thực tánh của pháp. Khi mà Đức Phật nêu ra câu hỏi, cô là ai, và cô trả lời là Sê Khô Phật Thủ Ngọc, thì khi mà xác minh được hai câu Phật ngôn này, làm sáng tỏ vấn đề, thì 500 vị tỳ kheo đều đắc chứng thánh quả là hán với từng phân tích. Duyên sự câu Phật ngôn 44 và 45 cho chúng ta thấy rằng, trên bước quan hà khóc đó đây, 500 đại đức gắn theo thầy, đội phen lấn lướt đường cao sỏi, lắm lúc sông pha lộ thấp lầy, mặt mắt tỳ kheo xem đã rõ, dòng tâm sanh dệt quán chưa hay, hồi quán phản chiếu trừ tam độc, Phật cứu chi hành chứng quả ngay. Câu Phật ngôn 44 và 45 chúng tôi đã trình bày xong. Như vậy chắc chắn rằng với hai câu Phật ngôn này tạo nên những sự thắc mắc, và chúng ta hãy thảo luận đưa ra những sự thắc mắc đó. Bởi vì câu Phật ngôn 44 và 45 nói lên chính 500 vị tỳ kheo có duyên lành với Đức Phật, còn chúng ta vô duyên, cho nên ngồi đây phải đặt ra vấn đề tại sao, tại sao. Chắc chắn là phải có, bởi vì chúng ta không phải là hữu học mà cũng không phải là vô học, mà chúng ta là những người thấp học, cho nên không sinh vào thời kỳ đó để được nghe Đức Phật thuyết giảng. Vậy thì bây giờ là cái thời gian để chúng ta thảo luận về hai câu Phật ngôn này. Đức Phật đưa ra vấn đề cô là ai, và Sê Khô là bậc hữu học, còn chúng ta thì thất học. Vậy thì trong cái sự thất học của chúng ta chắc chắn là có nhiều nghi vấn, bởi vì bậc hữu học, một vị mà chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật thì chắc chắn rằng quý vị đã biết không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ. Bậc hữu học mà cái bậc sơ đạo á, bậc đầu tiên á, Tu Đà Phật là không còn hoài nghi, mà chúng ta thì nghi quá trời quá đất, cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng nghi ngờ, nhiều khi nhìn một cách rõ ràng nhưng mà cũng sai sự thật. Bởi vì sao? Trong giáo pháp có bốn hạng thánh nhân, Ariya Phúc là lá. Bốn hạng thánh nhân đó, hạng thánh nhân thứ nhất là bậc dự lưu, mà Sota Vanna. Bậc dự lưu hay là nhập lưu cũng gọi là Tu Đà Hoàng, tức là vì đã đắc sơ quả, người đã tuyệt trừ được ba kiết sử, đó là thân kiến, đó là hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi cái bậc thánh thứ hai, tức là bậc Nhất Lai. Nhất Lai cũng gọi là Tư Đà Hàm, Sakadagami Tư Đà Hàm, tức là vị đã đắc được nhị quả, đã giảm trừ được hai giới sử, đó là dục ái và sân. Vị thứ ba tức là bậc Bất Lai, cũng gọi là Anahàm, Anagami, tức là vị đã chứng đắc được tam quả, đã tuyệt trừ hẳn hai giới sử, tức là dục ái và sân hận. Ở đây từ bậc dự lưu, bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai được gọi là bậc hữu học. Các cái vị thánh này đã dứt trừ được năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài nghi, với cấm thủ, dục ái và sân hận. Riêng bậc vô học
tức là bậc ứng cúng, cũng gọi là bậc A-la-hán, A-ra-hân-ta, tức là vị đã đắc tứ quả, vị đã tuyệt trừ năm kiết sử còn lại, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Một vị thánh nhân hoàn toàn thanh tịnh, đoạn diệt tất cả phiền não dù thô hay là tế. Vị này đã đặt gánh nặng xuống, không còn sự luân hồi sanh tử. Như vậy thì bậc hữu học và bậc vô học ở đây, tức là bậc hữu học thì mới dứt được năm hạ phần kiết sử, còn bậc vô học á, tức là bậc A-la-hán thì các ngài mới tuyệt trừ được năm cái kiết sử còn lại, tức là thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật của vô minh. Rồi quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có những cái từ xúc phạm, có những cái từ xúc phạm, la lối, khi dễ, coi thường người khác, đủ cái thứ vô học, cái đó là chúng ta coi chừng. Bởi vì trên cái danh từ chúng ta sử dụng như vậy là ám dụng, ám chỉ đến các bậc thánh. Khi mà chúng ta nói là đồ vô học, nhưng mà thật sự vô học trong cái từ Phật giáo Asekha, các vị là hán, chúng ta đã xúc phạm đến các vị thánh, mà chúng ta nên dùng cái từ của thế gian là đồ thất học. Cái tên thất học thì nghe còn được, chứ nếu mà chữ vô học là nguy hiểm. Rồi bây giờ là thời gian còn lại, thời gian cũng còn nửa tiếng nữa nghe, bà con cứ thoải mái. Bởi vì học một lần hai câu mà Đức Phật đã đưa ra sự thắc mắc trong câu trước 44, ai là chữ cô và xê khô, tức là bậc hữu học, một câu hỏi và một câu trả lời. Vậy thì hỏi và trả lời quý vị nghe có lọt tai hay không? Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị cứ tự nhiên. Đây là một quy trình tiến hóa của thực tánh pháp, tức là cũng giống như trong cái bụng mà sinh lầy. Rồi khi mà những con nòng nọc nó ở trong cái vũng sình đó, nó sống chung với nhau rất là vui vẻ ấm áp ha. Nhưng mà rồi theo cái quy luật tiến hóa, từ từ có những cái con nòng nọc nó sinh ra trước và nó rụng cái đuôi đi. Khi mà đuôi rụng thì nó không còn ở dưới vũng nữa, mà nó nhảy lên bờ. Khi mà nó nhảy lên bờ thì nó thấy bông hoa chim hót, gió thổi, thấy cái cảnh giới kỳ lạ quá. Mình không còn ở trong nước mà sao mình vẫn sống và nhìn thấy không khí, nhìn thấy bông hoa chim kêu vườn hót, ồ tuyệt vời quá. Nó mới đem cái sự vui vẻ này, hân hoan này, nó xuống nhau chia sẻ với những đứa bạn của nó còn đuôi. Nhưng mà những con còn cái đuôi á, ngoan ngoãn như vậy nó, mình nói sợ. Làm gì có một cảnh giới mà không có nước, trong đó có bông hoa chim kêu vườn hót, đó là cảnh xạo, không có. Thì cái trường hợp này cũng giống như ngài Lakhana đi chung với ngài Moggallana á, từ trên núi đi xuống, đi khất thực với sư huynh của mình, thì thấy những con ngạ quỷ hình thù rùng rợn, nghĩa là coi như là từ khi mà chứng đạt được quả vị A-la-hán thì ngài Lakhana
Ngài nhìn thấy những chúng sanh khác và ngạc nhiên, Ngài mới hỏi Ngài một quyền liền. Thì Ngài Moggallana mới nói rằng: hãy khoan, khi nào gặp Đức Thế Tôn thì người hãy nên nêu ra câu hỏi này. Và Ngài Lakhana cùng với Ngài Moggallana sau khi khắc thực xong rồi về chùa Kỳ Viên thọ trực, và khi đó thì Ngài Lakhana mới đặt câu hỏi: tại sao có những chúng sanh có hình thù kỳ dị bay trên hư không mà thọ khổ như vậy? Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng: Như Lai đã thấy những cái sự việc đó, thấy những cái chúng sanh đó từ lâu rồi, Mục Kỳ Liên cũng thấy từ lâu rồi, nhưng mà không nói ra. Bởi vì hôm nay có người thấy và làm chứng, cho nên Như Lai mới nói ra có những cái chúng sanh trong cảnh giới đó thọ khổ như vậy. Thì cũng giống như ở đây con nồng lọc, khi mà nó đã đứt đuôi rồi, nó bước vào một cảnh giới khác thì thấy cũng kỳ lạ quá, nhưng mà nó chia sẻ với bạn bè nó còn có đuôi, và bạn bè nó không tin nữa, không tin. Thì cũng vậy, chúng ta là những con nồng nọc còn đuôi, cho nên trong cái phạm vi của đạo tràng này, chúng ta nghĩ về cái gì với hai câu Phật ngôn này, chúng ta thắc mắc như thế nào? Xin được lắng nghe ý kiến của quý vị. Bởi vì chúng ta còn đuôi, cho nên chúng ta chưa dứt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Alo, xin mời bàn tay, và chúng tôi xin được nghe ý kiến của quý vị qua hai câu Phật ngôn này. Ai là người xung phong? Wow, giờ quý vị chỉ biết lắng nghe, không có ý kiến hả? Phải có ý kiến chứ, học và hỏi chứ. Học mà quý vị im lặng kiểu này thì thôi, chúng ta ngồi thiền sướng hơn. Alo, ý kiến của quý vị sao? Thôi bây giờ không có ai có ý kiến thì chúng tôi xin có ý kiến trước ha. Ý kiến của chúng tôi là thỉnh Đại Đức Tuệ Đức trước. Ở trong này chư tăng đâu có còn ai đâu. Đại Đức Pháp Trang thì không vô, thì bây giờ có một mình Đại Đức Tuệ Đức này, thì chắc chắn rằng Đại Đức Tuệ Đức khi mà nghe hai câu này cũng có nhiều ý kiến lắm nhá. Chứ không phải cái gì thiếu sư Tuệ Đức là chưa có đưa tay sao thiếu được. Mà TD này nó cũng giống như cái đất vậy thôi, hai bên cũng đất mà không biết ai đứt bóng chết này, chắc tôi quá. Rồi bây giờ để anh Tuệ Đức thấy tiếng thế nào về hai câu Phật ngôn này. Alo, bàn tay đâu rồi, mất cỡ gì mà không chịu đưa tay? Mình ông sư mà mình ông gương mẫu vậy làm sao Phật tử đưa tay hả? Alo, alo, Đức Tuệ Đức đâu rồi? Ai biểu xin nhập quỳnh hù chi tiêu sư rồi, làm nó ổng cũng sợ quá, không dám đề tài hả? Không dám đề tài hả? Ông sư không được thì thôi, bây giờ mời tu nữ. Mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Mấy bữa con tưởng cô tu nữ Tự Duyên vô đây coi như làm rối đạo tràng, nhưng mà bây giờ cô tu nữ Tự Duyên không có, thôi cô tu nữ Phúc Hạnh ha. Alo, rồi rồi, khổ quá, cô Nhật Quỳnh hù chi vậy, làm bây giờ cô tu nữ cũng không dám đưa tay nữa. Biết rồi, biết rồi. Bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh nói rằng không biết nói gì, muốn nhường đại cho cô Nhật Quỳnh, bởi vì cô Nhật Quỳnh hù người ta tiêu sư Tuệ Đức rồi. Thì bây giờ tiêu sư Tuệ Đức thì bây giờ cô Nhật Quỳnh phải có ý kiến đó. Tại sao tiêu? Ở trong hai câu Phật ngôn đó cũng có sự thắc mắc, ai là cô? Mà người trả lời, người mà thành đạt là Sê Khô, tức là Phật hữu học. Thì thôi,
Hay, cô Nhật Quỳnh thấy mạnh dạn đưa tay liền, đâu có ngán. Nam Mô Bụt Hà dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, mình kính chào đạo tràng. Dạ, con ngán nắm giữ bạch ngài, nhưng mà con biết được là Chư Đại Đức không có trước mái. Dạ, Chư Đại Đức để cái nít đó rồi mắc chạy xuống sư phụ rồi, nên con phải đỡ mất thôi, chứ con không phải không ngán đâu, con là cái gì mà không ngán trời. Dạ, cần nhà Nhật Quỳnh cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giờ con lỡ rồi, ngài kêu sư Thầy Đức thì không có, rồi sư cô Tôn Nữ Phúc Hạnh thì không biết nói gì, thì con đành ông sơ. Nhưng mà con chỉ nói theo cái thiện ý của con thôi. Tại vì lúc nãy con đã nói rồi, con là vô danh chịu tốt nên con không có biết gì đâu. Mà nói để thấy cái dốt của mình, để ngài chỉ dạy vậy cho chúng con được hiểu thêm bài học ngày hôm nay. Dạ. Hữu học chinh phù đất, dạ ma thiên giới này, hữu học dạng pháp cứu như người khéo hải hoa. Dạ, đây là câu 44, à câu 45. Đây con tìm câu 44 này. Dạ, con dài dòng cho nó hết thời gian thôi. Câu 44, ai người thấu triệt cái ta, thấu triệt thiên giới dạ ma các hàng. Ai người khéo dẻo giải con đàn, như tay thiện xảo kết đàn hoa tươi. Dạ, theo con hiểu hai câu này thì mình như Đức Phật đã dạy, mình bàn chuyện chi ở ngoài mà mình phải nhìn lại trong mình, tức là nhìn vào nội tâm của mình, coi nội tâm mình đang nghĩ gì, làm gì. Có chỗ nào sai thì mình sửa chữa thì mới gọi là người có học. Có nghĩa là không phải là mình tài giỏi gì, mà mình nhờ học pháp thì mình nhìn lại mình đừng có bàn chuyện trời đất, đừng có bàn chuyện đất đen đất đỏ gì hết, mà mình phải bàn cái thân này đã làm được gì. Ngày hôm nay thì mình đã làm được gì, mình đã tạo được bao nhiêu thiện pháp và mình tạo bao nhiêu ác pháp. Thì nếu mà mình thấu được như cái chuyện đó đó, thì mình sẽ thấy như từ sáng giờ bản thân con cứ làm rồi suy nghĩ, rồi nghe những lời nói rồi suy nghĩ, mình phải nghĩ như thế nào để cho đúng pháp, nghĩ thế nào để gọi là lợi ích cho mình và cho người. Dạ, con cứ như vậy mà con làm thì do vậy thì con có nhiều chuyện rất là phiền não, nhưng mà mình nghĩ lại, ồ không sao, ai biểu hồi đó mình tạo chi thì giờ mình phiền não. Hoặc là tại vì mình hồi đó mình hay nó dốc máy láo quá đi, nên giờ lời nói mình không có giá trị, mặc dù mình có nói thật cũng không có giá trị. Thì mình cứ nghĩ vậy thì tự nhiên mình tự an vui. Chứ nếu bây giờ mình nghĩ tại cái này, tại cái kia, tại người này, tại người kia thì mình sẽ khổ đau nhiều hơn. Và con chỉ biết có bao nhiêu đó, con cũng thỉnh ngài chỉ dạy chỗ sai của con để con sửa. Và con kính dâng mít đến ngài và đạo tràng ạ. Alo, 123, 123. Xin Nhật Quỳnh. Đúng thấy, nhưng mà không đồng ý cái vấn đề nói. Đừng nói chuyện trời đất gì bên ngoài, đừng nói về vấn đề trời đất. Nhưng mà ở đây chữ bà Tha Quỳnh tức là nói về đất nè. Nói về đất, thì bây giờ nói về đất thì chúng ta phải hiểu đất bên ngoài và đất bên trong thế nào.
đất bên ngoài, tức là đi đây đi đó, đường bằng phẳng, đường đường gồ ghề, đường lầy lội, rồi cái chỗ sỏi đá thế này thế kia. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói rằng hãy nhìn vào cái thân tứ đại này. Tứ đại là gì? Địa giới, bát tha quy, thà tú, nguyên tố của đất, là cái sắc thực tính có cái trạng thái cứng hoặc là mềm, cái nguyên tố tạo ra hình thể của các sắc pháp khác. À, chính trong thân mình nè, nó cũng có đất nè, gọi là địa giới. Rồi cái thứ hai là thủy giới, apo tha tú, nguyên tố nước, là sắc thực tính có cái trạng thái kết dính, quấy tụ, làm cho cái sắc pháp được gom lại thì gọi là thủy giới. Rồi hỏa giới là gì? Tê chô tha tú, nguyên tố lửa, là cái sắc thực tính có cái trạng thái nóng hoặc là lạnh, có cái tính năng đốt cháy, làm cho cái sắc pháp khác nó biến đổi, gọi là hỏa giới hay là lửa. Rồi phong giới, qua vô tha tú, nguyên tố gió, là cái sắc thực tính có cái trạng thái di động, chuyển động, có cái tính năng làm cho sắc pháp khác co giãn hay là chuyển dịch. Thì trong con người của chúng ta có bốn cái nguyên tố sắc này, gọi là sắc đại. À, vì nó là căn bản của vật chất, nó cấu tạo ra vật chất, nó hiện hữu trong mọi vật chất. À, con người của chúng ta cũng có đất nước gió lửa. Thì với cái đất ở bên ngoài bát tha quy mà chúng ta đi trên con đường thấy gồ ghề, thấy lầy lội, thấy màu này màu kia, thì cái màu ở bên ngoài, cái đất bên ngoài đó, Đức Phật bảo rằng chính trong cái thân tứ đại này, trong cái danh sắc này cũng có cái đất chứ không phải là không. Vậy thì ý là sao? Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Không nên quan trọng ở bên ngoài, mà hãy nhìn cái đất bên ngoài, ý ở ngoài, để nhìn lại chính bản thân mình, kết bậc trí tri, phải không? Nếu không phải thì mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư. Con cũng có chuyện con bạn, nhưng mà con cũng chia sẻ một chút đi. Con xin cảm ơn cô sư đã giải thích cái bài này nói qua, cũng như cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đưa ý kiến. Thì theo ý kiến của con, hai cái bài này á, Đức Phật giảng thì không phải dễ. Như sư đã nói, con người có tứ đại, thật ra nếu mà nói thật ra đó thì tới 27 đại đằng sư, không phải 4 đại đâu. 4 đại lớn, 23, 24 đại nhỏ kia nữa, nó dính vô nữa. Nhưng đại khái con chỉ nói, cũng còn có mười mấy phút thôi, con nói đại khái thôi. Thì câu 44 đó, ai chinh phục đất này, dạ ma thiên giới, ai khéo giảng pháp cú như người khéo hái hoa, thì Đức Phật đặt câu hỏi trước. Như chúng ta thường biết, Đức Phật xuống cái thế gian này, Ngài chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất đó, là chỉ cảnh khổ cho nhân loại chúng sanh biết. Cái mục đích thứ hai của Ngài là chỉ dẫn cách cho chúng ta thoát khỏi cái khổ đó. Thì cái giáo pháp của Đức Phật lúc nào cũng nối kết liền lạc với sự sống hàng ngày của chúng sanh hết. Chúng sanh đó không phải là người, mèo, chó, heo gì đó tùm lum vậy đó. Tức là con nào còn sống ở trên cái đất này đều có liên hệ hết. Cá cũng vậy, chim chóc gì cũng vậy. Ngài chỉ cho nó cách để mà để diệt khổ. Như con cóc, nó nghe lời giảng của Ngài, nó không hiểu gì nhưng âm thanh nó rất thích. Rồi nó bị cái thằng, cái người mà chăn trâu á, cũng nghe, cũng khoái quá, lấy cái cây giọng xuống, thì cái nghiệp nó bị chết, nó chết. Nó nghe, chỉ cái nghe âm thanh thôi, mà mặc dù nó không hiểu, nó cũng, với cái tâm quan hỷ đó, nó cũng lên cảnh trời, nó làm thiên tử trên đó. Thì theo con nghĩ, Đức Phật muốn cho chúng ta biết, ai chinh phục đất này. Đất này là những việc, sự việc thường ngày mà chúng ta gặp trong thế gian, và chinh phục luôn cả cái tâm tính của chúng ta, cái thân kiến, cái tự ngã của chúng ta luôn, thì đúng. Thì nếu chinh phục cái đó rồi, dĩ nhiên chinh phục dạ ma thiên giới này, thì
ai khéo giảng pháp cú thì Ngài nói thì chỉ những bậc mà chưa hết là những người bắt đầu tu tập. Người ta tu tập, người ta học, học qua trời qua đất, dĩ nhiên người ta học, người ta hành, người ta thấm dần dần vô. Thì những cái vị mới bắt đầu này sau tu tập nhiều đời nhiều kiếp và thấm nhận vô đó, thì một ngày ở đó thì nó chín muồi, thì các bậc thường giống như tức là những người thiện chí, những người cố gắng học tập thì sẽ diệt đi những cái kiết sử. Ba cái kiết sử đầu tiên là khó nhất, tức là thân kiến là khó nhất, hoài nghi, giới cấm thủ đó. Thì ba cái đó, cái thân kiến mà khó nhất, khi mà diệt qua thân kiến rồi thì bắt đầu vô dòng thánh, thì mấy vị này sẽ thông suốt nhiều hơn, họ có nhiều trí tuệ hơn. Trí tuệ của họ do sự tu tập hằng nhiều tỷ kiếp thì họ được hiểu cái đó. Thì với những sự hiểu biết của họ, họ sẽ hiểu được thế nào là cái thân của họ, những cái cuộc sống đời sống ở thế gian này hay dạ ma thiên giới gì đó, họ hiểu hết, họ không còn ham muốn cái đó ha. Từ đó thì khi mà một người hiểu biết thông suốt như vậy thì họ sẽ giảng được những lời, nói lại những lời của Đức Phật lại, giống như các vị sư, các ngài tu tập có nhiều vị sư không có chưa có vô dòng thánh, chưa có đắc quả gì hết, nhưng các ngài học, các ngài hiểu, các ngài dạy lại cũng được. Cái lời của Đức Phật các ngài hiểu rõ, các ngài dạy giống như vậy. Thì có những vị sư họ dạy cho những đệ tử sau, những cái lời Đức Phật dạy họ hiểu, họ dạy giống vậy. Thì những đệ tử của họ đều vô dòng thánh, còn họ chưa vô dòng thánh, tại họ chưa có trừ ngã được cái thân kiến của họ. Nhưng mà nếu họ giảng những lời đúng theo những lời Đức Phật thì họ cũng được vô dòng thánh. Làm cho những người mà nghe thì cũng đắc này đắc kia. Dạ, thì con nghĩ giống vậy. Thì như giống như là Đức Phật nói, bắt đầu hỏi ai chinh phục cái này, tức là chinh phục cái thân của này, rồi dạy ai khéo giảng pháp cú. Như người khéo hái hoa nghe tầm thường, tôi hái cũng được, ai hái cũng được, thấy hoa cứ hái thôi. Như khéo có nghĩa là, cái chữ khéo trong đây có nghĩa là cái chánh, cái tức là vô dòng thánh, tức là biết lọc lựa hái cái loại hoa nào đáng hái và lựa ra những loại hoa nào mình cần hái đến chân cho nó tuyệt vời, cho nó đẹp. Không có hái hoa héo, không hái hoa tàn, không hái hoa đã nở rộ hết rồi, không hái hoa có búp nụ nhỏ quá, nó không đủ sức để nó nở ra cho đẹp. Hái cái hoa dừa, cái có cái cành được mạnh khỏe. Chẳng hãy cũng như là Ngài muốn nói chúng ta nên tu tập, phải tùy theo những trường hợp diễn chuyển trong cuộc sống đó, phải từ từ lọc lựa ra cái việc nào cần làm, cái việc nào không cần làm, cái việc nào cần nói, cái việc nào không cần nói. Khi mà một vấn đề mà chúng ta hoang mang, chúng ta không biết chúng ta phải nên làm cái gì, thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi, cái việc này có cần thiết làm không, có nên đáng làm không, nó có thích hợp làm không, nó có đúng như cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy, cái đúng là phải thiện, nó phải cần mấy chi để đúng như pháp thiện, chẳng hạn như vậy. Thì theo con nghĩ là con muốn trình bày giống vậy, chứ là Đức Phật đưa ra câu hỏi làm sao mà làm được cái này, sao giải được cái bài toán này, làm được cái mục đích này, thì những gì đó thì Đức Phật nói giống như người khéo hái hoa lựa hoa, tức là mình phải lựa dục bỏ đi những cái cặn bã, những cái không tốt, những cái mà làm cho mình đau khổ luân hồi. Thì cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày chúng ta đều va chạm nhiều thứ lắm, gặp người xấu, người tốt, do cái nhân duyên, do quả. Có người suốt đời không bao giờ gặp được chuyện may hết, làm ăn từ thất bại này tới thất bại kia, mặc dầu người ta nói thất bại là mẹ thành công, không dám đâu. Có người thất bại suốt cả đời luôn, không bao giờ thành công hết, chỉ là theo con nghĩ thì thất bại là mẹ cái kinh nghiệm thôi. Còn mình phải biết chịu đựng nó, vượt qua, nhẫn nại những cái khó khăn quá đi, nại ra những cái khó, dục hết cái đó để mà tiếp tục sống một cách an vui, vui vẻ trong những gì mình có. Không nên so sánh và ước muốn những cái điều mà quá tầm tay của mình thì mình sẽ thấy đau khổ. Nếu mà mình biết những cái sự cần, mình cần đúng như vậy thì mình sẽ an lạc hơn. Ai hơn ai gì cãi họ, cái của mình chỉ có nhiêu đó thôi. Và mình cố gắng tu tập từ ngày này qua ngày khác, thu lượm từng chút, thì kiến tha lâu đầy tổ. Thì con nghĩ vậy là vậy thôi. Con chỉ trình bày như đó thôi. Lần trước con cũng trình bày đại khái một chút thôi, lần này con cũng trình bày. Nếu mà giảng cái bài này ra đó
phải hiểu về danh sắc đất trời đất ơi, phải biết về Abhidhamma sơ cấp trung cấp nó sơ dài thòn thòn luôn hết sư. Con không có thời giờ đâu, con có phôi manh đi đi gặp đen tích rồi, con không có không nói được nhiều nữa, con chỉ xin chia sẻ được bấy nhiêu thôi. Con xin cảm ơn sư và quý vị đã nghe không ai luyện đá con hết, và con xin rời máy, và con xin chúc sư các cô tu nữ và quý vị được một buổi một chiều an vui, và con xin trả máy rồi ạ. Ai sa tu ta thu si kim kiến tha lâu đầy tổ ha. Rồi không có ai luyện đá ha. Mà người ta còn tặng bông tặng hoa nữa nè. Trời ơi sa tu quan hỷ quá ha. Có bông có hoa rồi. Rồi cái phẩm này phẩm hoa mà người ta lại tặng hoa nữa, vậy là sung sướng quá rồi. Mà không biết kiến tha lâu đầy tổ mà tha được cái gì đây không biết nữa. Người ta nói từ giác, giác tha, mà không chịu giác mà là tha, khổ thiệt. À, rồi, bây giờ Sít Nhật Quỳnh có ý kiến rồi nè, Sít Kim có ý kiến rồi nè. Bây giờ Huynh Giang Nhật Hà, Huynh Thánh Pháp nghĩ làm sao? Hả? Nam Nhi Chi Chí mà. Wow. Bỏ của chạy lấy người hả? Đâu có. Còn Huynh Chánh Pháp nè, Huynh Giang Nhật Hà có mất tiêu rồi đó. Alo, bỏ chạy rồi kìa. Alo, Huynh Chánh Pháp ơi, làm sao đây? Làm sao bây giờ bên nữ thì có Sít Nhật Quỳnh này, Sít Kim nè. Rồi còn bây giờ coi như Huynh Chánh Pháp nè, Huynh Giang Nhật Hà nè. Alo, alo. Phải có ý kiến sao chứ, sao im ru vậy nè. Thời gian còn, chúng ta cứ tiếp tục. Chứ nhiều khi quý vị có ý kiến mà bây giờ quý vị không nói, rồi chúng ta học mà chúng ta thắc mắc không cho hỏi, thì cái đó là cũng là ức chế lắm nha. Trong đạo tràng của chúng ta, quý vị cứ coi đây là một cái nhà, để rồi trong cái sự thân mật thắc mắc gì cứ đưa tay. Còn giống như Sĩ Kim có sao nói vậy người ơi ha. Cái đó là tuyệt vời, bởi vì chúng ta phải giải tỏa, chứ đừng có bao giờ để những cái chuyện bức xúc, những cái chuyện mà chúng ta cảm thấy ấm ức ở trong lòng rồi không giải tỏa, càng ngày nó còn tồn động, rồi nó giống như bị ung thư vậy, nguy hiểm ha. Học về giáo pháp thì chúng ta thắc mắc về chỗ nào cứ mạnh dạn đưa tay, nhất là hai câu Phật ngôn này có cái vấn đề, mà là ai đã nêu ra là ai, và cái người trả lời đó, người mà để giải tỏa đó là bậc hữu học. Vậy thì chúng ta có học hay không, nhưng mà cái hữu học của chúng ta là khác với những cái bậc hữu học của các bậc thánh. Vậy thì hữu học của chúng ta như thế nào? Trong một cái giới hạn của vũng sình, chúng ta còn có cái đuôi, cho nên quý vị cứ quậy, khi nào đứt đuôi thì hết quậy. Mà bây giờ chúng ta còn cái đuôi thì chúng ta cứ quậy. Rồi, mời quý vị tiếp tục. Cái im đuôi vậy. Quý vị cứ thắc mắc hay cứ nói chứ. Rồi, Sĩ Kim Nhung bỏ chạy mất tiêu rồi, chưa hết giờ, còn 3 phút nữa. Thôi mời Sĩ Hồng Mai đi. Sĩ Kim Nhung bỏ chạy rồi, bây giờ Sĩ Hồng Mai có ý kiến thế nào? Hôm nay Sĩ Hồng Mai lễ bái Tam Bảo, thọ trì Bát Quan Trai. Rồi, xin mời Sĩ Hồng Mai. Dạ, con kính lễ lễ Sư Chí Đức. Kính lễ Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ thì như trước kỳ trước thì con cũng đã nói rồi, thì kỳ này thì con có như là cái câu số 2 này thì con nghĩ là mình là
bậc coi như học vẫn còn sơ cơ thì mình sẽ đi từng bước. Những bậc thánh thì mọi các vị đã hiểu rõ, đã thấy được cái bản ngã, cái nội tâm của các ngài, và từ đó thì các ngài không còn dính mắc, và các ngài luyện thì các ngài đã hiểu rõ cái bản chất của cái ngũ uẩn, và do cái những lời dạy của Đức Phật thì mỗi ngày thì các ngài càng sáng tỏ hơn, và từ đó thì các ngài suy tư, và từ cái suy tư, từ cái học hỏi, từ cái thực hành thì các ngài là có trí tuệ, và từ trí tuệ do chứng thực những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua thì các ngài trở nên những bậc hữu học. Thì đó là cái những cái bài học kinh nghiệm mà hàng Phật tử chúng con phải noi theo, mặc dầu cái đường con đường còn dài, khó mà đến được những con đường những các bậc thánh hữu học đã trải qua. Thì bây giờ trước hết là mình phải nhìn vào nội tâm của mình, phải hiểu rõ cái sắc thân ngũ uẩn của mình như thế nào. Nó chỉ là một đất nước lửa gió, và sự hình thành và hòa quyện lẫn nhau mới có cái sắc của mình. Để mà hiểu rõ cái bản ngã của mình thì mình phải luôn luôn mình quan sát cái nội tâm, vừa quan sát nội tâm vừa phải hiểu cái ngoại phần của mình, và nó không dính mắc vào trong đó. Khi mà ta sân thì ta biết ta sân, ta si thì ta biết là mình si, để chúng ta có kinh nghiệm, chứ không chúng ta không coi như là control nó, không kiểm soát nó, mà chúng ta chỉ biết cái trạng thái như thế nào. Rồi thông qua những cái bài học về kinh pháp cú, về những cái Abhidhamma thì chúng ta từ từ chúng ta học, và chúng ta cũng suy tư, rồi lấy những cái kinh nghiệm của những bậc thánh đã đi trước, và chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy, và khi thực hành thiền thì cũng chúng ta trở về chính mình, xem cái tâm của mình nó như thế nào khi ta ngồi yên và ta nhìn nó, và hiểu rõ cái tâm biết là tâm như thế nào. Rồi qua những cái bài học mà sư đã giảng thì ta rút tỉa dần những kinh nghiệm cho mình, và thực hành vào những cái mà mình có thể mình hành được, mà mình không dính mắc và không có cái tấm tham là muốn như thế này như thế khác, mà để duyên, để pháp nó tự vận hành, và khi đủ duyên thì nó sẽ phát sanh ra, nó sẽ cho ta quả. Cũng như cái kinh nghiệm của con, cái thực tế mà con đã trải qua thì con thấy đối với con á, có những cái duyên bất ngờ đưa tới, nhưng mà chúng ta đã biết rằng không có cái gì là tự nhiên mà đến, mà nó phải có nhân duyên và ra cho ra quả. Và từ đó thì con rất là tin vào cái chữ duyên. Nếu không có đủ duyên thì mặc dầu gần người bậc trí thức chúng ta cũng không học hỏi được cái gì hết, nhưng mà khi ta đủ duyên và ta có một cái kiến thức để ta hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta có thể ngày càng mở ra. Mới đầu thì ta không hiểu được những lời pháp thoại, nhưng mà từ chúng ta phải nghe hoài, và chúng ta phải có suy tư trong đó, và từ đó thì phát sinh ra tuệ, và từ đó thì đi từng bậc thì chúng ta sẽ mở ra từ từ. Và cũng như vậy, khi thực hành vừa pháp học đi qua cái hành thì ta cũng phải là từ những cái đơn giản đi từng bước để mà càng ngày chúng ta càng chắc chắn hơn, vững mạnh hơn, và có niềm tin coi như là vững mạnh. Dạ thưa sư, con chỉ có ý kiến như vậy ạ. Dạ có gì sai thì xin sư chỉnh sửa và giảng giải giùm con ạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Xin kính chào đạo tràng. Sa thú sẽ không mai. Chứ không ai đề cập đến chữ duyên, làm chữ duyên thắc mắc tại sao mà nói tên mình. Duyên cũng có hai chữ chứ không phải là một chữ nghe. Duyên, nghịch duyên, thuận duyên, hay là nghịch duyên người ta còn gọi là chướng duyên. Còn mà thuận duyên thì khỏi nói, thuận thì cái xuôi buồm rước gió. Còn mà nghịch duyên, chính cái nghịch duyên này người ta mới đi tu, người ta mới tạo thiện pháp. Chứ còn bây giờ thuận duyên người ta sống trên chiến thắng, người ta dễ vui.
Còn những cái mà coi như đau khổ, tại sao Đức Bồ Tát gặp được bốn cái trường hợp bệnh lão tử tăng? Khi thấy cái chứng duyên đó mới đi tu. Chứ còn thuận duyên thì ở trong cung hoàng điện ngọc thì sung sướng quá là sao? À, cho nên cái vấn đề duyên phải có hai trường hợp, nghịch duyên hay là chướng duyên và thuận duyên. Thì bây giờ sẽ không ai thời gian không có nhiều cho nên chỉ nói tóm tắt thôi ha. Nhưng bây giờ trở lại vấn đề, con người của chúng ta do tứ đại mà hình thành đất nước lửa gió. Chính cái đất nước lửa gió này mà làm cho con người của chúng ta được sinh tồn, được sinh tồn. Mà bây giờ đất nước lửa gió mà nó không quân bình ấy. Theo cái câu nói mà long thể bất an á, tức là ở long sàng có đẹp. Con người bất an tức là tứ đại bất hòa. Mà khi tứ đại bất hòa thì chúng ta hiểu cái hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta sức khỏe không có sung mãn, cho nên chúng ta mới bị cái vấn đề mà bệnh hoạn hoặc là những cái dịch bệnh nó chi phối và làm cho cái tâm tư của chúng ta bất an. Nếu mà tứ đại của chúng ta, đất nước lửa gió của chúng ta sung mãn thì chúng ta áp dụng theo 5K, áp dụng theo cái quy luật của nhà nước, chỉ thị 16, và chúng ta có thể bị dịch hay không? Bị dịch tức là cái tứ đại của chúng ta bất hòa, trong đó cái đất là quan trọng, đất nước lửa gió. Vậy thì đối với hiện cảnh bây giờ và trong cái sự tu tập của chính bản thân của chúng ta là một người Phật tử thì cái điều tiên quyết hãy lo cho chính mình. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, cái chuyện người ta gạt qua bên. Mình phải lo sức khỏe, phải lo cái thân tứ đại này, hay là nói chung về danh sắc này. Mình hãy biết chính mình. Mình hãy biết chính mình. Cái bậc hữu học là bậc không còn hoài nghi. Mà chúng ta còn hoài nghi cho nên cứ nhìn bậy, nhìn bên ngoài riết rồi mắt nó lé hết. Thôi nhìn thẳng vào chính mình đi, Ehipasiko, thì chúng ta cảm thấy an lạc. Rồi, thôi thời gian nó cũng hơi lố lố, xin sám hối với đạo tràng ha. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với bất lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả và hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete là Satyavacce na Sotivo Potusapada. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Nam mô Bụt Thà Giá. 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 Nam mô Bụt